bữa chúng ta đã học là sáu trần đối với mỗi người thì chúng ta có gì người thì đối với sáu trần là bất thiện tức là chúng ta dùng những tâm bất thiện giống như đàn nai đó của đàn nai thứ nhất rồi thứ hai là làm thiện thì giống như là gì mình có ở trong cái trần này ở trần trần gian này mình vẫn sống mà mình dùng những tâm sở thiện nhưng vậy chưa đủ mình phải dùng thiền tâm sở của thiền chỉ à, hôm bữa thiền trang có chia, chia giới thiệu cho quý vị bảy chi thiền thật ra bảy chi thiền đó là bảy chi thiền của sơ thiền thôi quý vị khi lên nhị thiền tam thiền tứ thiền thì các cái chi thiền nó càng ít đi càng ít nó, nó thì nó càng vào định sâu có nghĩa là người định ở trần cao thì người ta dùng ít tâm sở hơn là người định ở tầm thấp và như vậy thiền chỉ vẫn chưa giải thoát mà phải thiền quán thiền quán mới giải thoát cho nên có nhiều người nói tu như thế nào à, bây giờ quý vị đi hỏi rất nhiều người giảng pháp hiện nay thế thì làm sao để biết được cái tiêu chuẩn là ai là người giảng pháp ừ, chính xác đúng không ạ thì quý vị cứ hỏi thôi cái căn bản về thiền à, tức là có người ta có nắm được về Thế nào là thiền chỉ, thế nào là thiền quán Thế nào là sơ thiền, thế nào nhị thiền, thế nào tam thiền, thế nào tứ thiền Rồi tu như thế nào để đắc quả giải thoát Tu như thế nào để ra khỏi sinh tử Nếu không biết điều đó thì cái kiến thức của người giảng đó có vấn đề Cho nên là quý vị hãy hiểu rõ giùm điều này À, tại sao như vậy? Thiền Giang nói như vậy Bởi vì gì? Thiền Giang nói là đây là căn bản của giáo lý nhà Phật. Mình không có căn bản này thì mình không có tu gì được gì hết. Cho dù quý vị tu bất cứ pháp môn nào mà quý vị không biết thì không thể. Bây giờ nói là mình khơi gợi ra nói để mình nói thế này. Bởi vì sao? Bản chất chúng sanh là thế nào? À, là là thống theo, theo thói quen, tập khí trong kinh đức phật đưa ra sáu con vật nhốt lại chung một chỗ đó là con chim con cá con chồn con rắn à, 6, 6, nếu mà sáu con vật đem nhốt vào một chỗ thì sau khi thả ra thì quý con chim thì thế nào nó tập nó bày con cá thì nó sẽ tìm, tìm nước nó nhảy xuống nước con chồn thì nó tìm cho chỗ nào nó núp đúng không con rắn thì nó chui vào hang nếu con rùa hay con khác nữa thì nó cũng tìm cho nên đó là bản chất của chúng sanh là nó sống theo thói quen Và người tu hành chúng ta nếu như chúng ta không sống theo thói quen á Thì chúng ta mới sống theo Phật Pháp được Còn nếu như chúng ta sống theo cái quen á Thì nó rớt xuống thôi rớt xuống Cho nên hôm bữa có đồng tu hỏi Thiện Trang rằng mùa sau thầy, nói có vẻ hơi nghiêm trọng là gì tại sao một hồi tu lên đó, các cảnh giới thiền vân vân rồi cuối cùng rớt rồi cuối cùng cũng trở lại về bà ba đường ác vì bản chất của chúng sanh là sống trong vòng sanh tử ở đường ác quen giống như cái viên đá hoặc là một cái tảng đá hay một vật gì đó quý vị nâng nó lên mặt đất đúng không ạ dùng sức nâng khỏi mặt đất đến khi mình hết sức mình thả thì thế nào cái viên đá hoặc là cái vật đó nó rớt lại xuống mặt đất lại đó là, là lực à, hút của trái đất thì cũng vậy chúng ta bản chất của chúng sanh tha, quen theo tánh ác đây là trong kinh địa tạng bồ tát của Nguyễn nói và vì cái thói quen như vậy đó quý vị cho nên nó kéo mình vô đường sanh tử là trầm chí ba địa ác đạo cho nên là cái đó là tập khó quán thói quen rồi và vì như vậy cho nên là nếu mình không tu đó quý vị, mình không sửa đổi những tập khí thói quen đó, thì mình mãi mãi vẫn là một chúng sanh trong vòng sanh tử. Hôm nay thì trang nghe trong kinh Tạp A à Hàm á, Đức Phật có nó hỏi một các vị tỳ kheo, này các vị tỳ kheo là giữa cái nếu như mà lấy các cái cây á ở trong cái cỏ thế giới này À, mà trẻ ra thành những cái mảnh nhỏ mảnh nhỏ đó quý vị à, đó, thì những cái mảnh nhỏ đó nhiều hay không à, tất nhiên là rất nhiều giống như quý vị thấy các cây, cái cây lớn mà cái trẻ thành lạc đó, trẻ thành nhỏ 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 đó nó nhiều vậy? thì đức phật nói những cái, cái thân thể chúng ta đó hoặc là những chúng ta gọi là cha mẹ của chúng ta đó số lượng cha mẹ chúng ta đó mà nhiều đời nhiều kiếp từ xưa đến nay còn nhiều hơn cái số mà cái cây được trẻ ra như vậy cho nên ở đây tiền giang tại sao tiền giang lấy cái ví dụ này bởi vì quý vị rất mong báo hiếu đúng không ạ báo hiếu về cha mẹ chúng ta nhiều lắm nhiều đời nhiều kiếp nhiều vô lượng cho nên mình nói mình thấy mình báo hiếu đời này không ăn thua đâu quý vị à, cho nên là từ đấy mình hiểu rằng là tu chỉ có giải thoát giác ngộ mới được